shop.nucmongtv.com là nơi mua bán đích và thử vận may với những vòng quay giá rẻ. Chỉ từ 7.000 đồng em có thể nhận được rất là nhiều kim cương. Nhân dịp Giáng sinh, shop sẽ tăng tỷ lệ lẩu hũ rất là cao. Nên anh em nào chưa có người yêu thì có kim cương là gái theo đầy nhá. Còn chân chơi đi nữa bà hãy xách đi lên đi mua thẻ và lạp vào ngay. Ok và chào mừng tất cả em đã cùng quay trở lại với channel của mình. Và mình là Đức Mọt đẹp trai mã số 02 đến từ Dubai đây anh em ơi. Thì hôm nay mình khá đẹp trai, mỗi tội là có một cái mụn ở đây thôi anh em ạ. Thì ok, thì hôm nay clip của tôi sẽ hướng dẫn anh em là cách để lấy khẩu M15 quỷ quyệt không mất một kim cương nào luôn. Uy tín chỉ có tại shop của mình thôi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách làm nhá. Và tí nữa mình sẽ test đam khẩu đấy cho anh em xem. Ok. Ok, và muốn có kim cương để quay súng thì mình đã có mặt tại shop của mình. Và đường link mình sẽ để dưới phần bình luận và phần mô tả nhá. Mình ghi lên phần đầu tiên của phần comment anh em ạ. Thì ok, ở đây là có vòng quay tôi yêu Đức Mõm. Ok, thì mình rất là yêu Đức Mõm mà, bởi vì mình tự yêu bản thân mình. Nhưng mà thằng Đức Mõm này khác, thằng Đức Mõm này là đầu bạc, còn đầu mình là đầu kiếp đỏ đen. Rồi, để xem hôm nay kiếp của mình sẽ đỏ hay kiếp của mình sẽ màu đen nhá. Vào này. Ok, và mình đã có mặt tại vòng quay tôi yêu Đức Mõm chỉ với 9.000 đồng. Đó, bây giờ tôi sẽ ấn vòng quay nhé. Ồ, có rất nhiều bạn trúng 6k kim cương này. Ui, được của nó đấy. Từ từ anh xem có ra nhiều kim cương không. Kiếp đỏ đen. Ui 6.600 kim cương rồi. Từ từ anh quay lốt lần nữa. Từ bình tĩnh. Làm mô gì là phật. Úm mất là si bùa 240 thôi thì được rồi, rút luôn. Rút luôn cho nó nóng, chứ còn gì nữa. Và trên máy tính và điện thoại như nhau thôi anh em ạ. Cho nên anh em không phải quan ngại là cái vấn đề máy tính nổ hũ nhiều hơn hay điện thoại nổ hũ nhiều hơn nhá. Như nhau thôi. Bây giờ ấn vào phần rút kim cương này. Không biết là... Từ, cái sốc của tôi nhiều người vào quá đến cái lỗi mà còn bị lag luôn ấy. Đấy, rút được nhiều nhất là 2.300 kim cương nhá. Thì ID của tôi đây. Đúng ta, 131213 2571 rồi. Thế nên rút này. Rồi, mình đã lấy trước đó chính là 4K7 kim cương và số kim cương này không hề mất nếu như anh em quay vòng quay súng quỷ quyệt nhá. Đây, để tôi thử cho anh em xem này. Thấy không? Không mất kim cương luôn, anh em cứ quay thoải mái luôn, quay đến sáng mai không hết kim cương được. Bởi vì kim cương này được lấy từ shop mình cho nên là hình như là bị lỗi anh em ạ. Cho nên là quay khẩu súng này không mất tiền đâu. Hoàn toàn free nha anh em nhá. Thì tôi quay được hai đá rồi. Rồi, bây giờ anh em ấn đổi phát. Đấy, thì nó sẽ được một đá nữa. Đây là công thức của mình nhá. Khi anh em quay được hai đá rồi anh em sẽ đủ mở cái hòm ấy này, trong ba lô để lấy súng này thì anh em có thể đổi lượt quay nhá. Thì nó sẽ được ra một đá nữa. Ok, lần này ra súng luôn này. Đó đó anh em thấy không? Không mất một kim cương nào luôn mà được súng luôn nhá. Đây là công thức quay của mình. Nếu như anh em quay mất kim cương thì có thể dùng cái công thức quay của mình là hai đá rồi anh em vào đổi lấy lượt quay. Rồi sẽ quay thêm 1-2 lần nữa sẽ ra súng luôn nhá. Đấy là công thức quay của mình. Còn số kim cương mình lấy ở trong shop mình đã bị lỗi ở cái vòng quay quỷ quyệt này thôi. Còn các vòng quay khác thường thường là sẽ là không có. Cho nên các bạn hãy nhanh tay vào shop mình lấy kim cương và để sắm ngay cho mình khẩu quỷ quyệt này. Các bạn mà không nhanh ấy thì tôi sợ là cái lỗi này người ta sẽ sửa ấy. Chắc là sửa trong vòng ngày mai hoặc ngày kia thôi mọi người ạ. Sửa nhanh lắm. Ok, thì đấy tôi đã chỉ cho anh em cách để lấy khẩu này free nhá. Miễn phí hoàn toàn luôn, không mất tiền. Rồi, thì cái số kim cương còn lại tôi sẽ dùng cho những cái việc khác. Ví dụ như là mua thẻ vô cực hoặc là quay súng. À, hình như là có cái khẩu Thompson hay là cái lưỡi liềm gì để tôi lấy lốt nhá. Từ à, tôi phá lốt cái chỗ này. Nhìn nó thể để đây nó vướng cực. Nhìn ngứa cả mắt, tôi chỉ muốn là ấy cho hết thôi. Rồi, ở đây là cái khẩu Thompson đúng không? Quay luôn. Rồi, đến cái vòng quay này anh em để ý đấy là nó sẽ mất kim cương. Đó, mất kim cương rồi, tiếc thế nhở. Mà dù sao thì cái vòng quay quỷ quyệt nó sẽ không mất tiền nhá. Cho nên là anh em cứ yên tâm đi. Rồi, được lưỡi hái này. Trông khá là đẹp nhở. Đó, có súng Thompson để làm clip cho anh em xem rồi. Nhưng mà tôi thấy là nó vẫn dư kim cương hay sao ấy. Đúng rồi, thẻ vô cực chưa lạp. Ok, bây giờ mình sẽ lạp thẻ vô cực luôn. Mình là người có kim cương cơ mà. Nói chung là vào shop mình chỉ mất có 9k. Hoặc là có thể anh em đen đủi thì anh em có thể không quay ra được nhiều kim cương. Nhưng mà như tôi ấy, may mắn thì sẽ quay ra được nhiều kim cương thôi anh em. Số đỏ mà, bởi vì tôi cắt cái quả đầu gọi là quả đầu kiếp đỏ đen đấy anh em. Rồi, thì anh em thấy ở đây tôi không nói phét nhá. Kim cương tôi không ghép nhá. Số kim cương quay trong vòng quay quỷ Việt sẽ không mất một đồng nào nếu như quay ở shop của tôi. Nhưng mà tôi chỉ sợ là lỗi này người ta sửa thôi. Chứ nếu mà anh em quay được thì nhớ nhắn tin cho mình nhá. Bởi vì ấy, anh em biết tại sao không? Hôm nay mình sang cái ạc của thằng em mình rút kim cương vào lick nó để quay khẩu đấy thì mình thấy không mất kim cương.
Rồi sau đó mình mới vào link của mình để mình thử anh em ạ. Thì ra thành công, quay clip cho anh em xem luôn. Hôm nay đáng ra clip này sẽ là clip test khẩu quỷ quyệt này, trong gọi là tanh bo tử chiến với lại là bắn test đam ấy. Nhưng vấn đề là tự nhiên được free, tôi vui quá, tôi quên làm clip cho anh em xem luôn. Ok thì bây giờ tôi lấy lốt cái thẻ tạo phòng rồi tôi sẽ vào test đam cho anh em xem nhá. Chào mừng tất cả anh em đã cùng quay trở lại với mình. Lại là mình, Đức Mõm Đẹp Dài, mã số 02 đến từ Malaysia đây. Rồi, đây tôi sẽ test tiếp cái khẩu M15, nhưng mà lần này nó là quỷ quyệt anh em nhá, free hoàn toàn luôn. Đó thì tôi vừa đi nghỉ chơi game cách đây được vài hôm, tôi quay lại thì nó bắn hơi bị ngu một tí anh em không cả. Không sao cả. Nào, đưa cái đầu mới đây. Rồi, tôi sẽ test đam kéo đầu anh em xem trước nhá. Bởi vì là đây chỉ là một clip test đam cho nên là bắn ngu thì anh em không cả. Đấy, tôi chỉ tập trung tôi test đam anh em xem rồi, thấy không? Thì bắn vào đầu sẽ là 88 máu. Úp chó rồi. Vỡ mũ là hơi mạnh luôn. Anh em xem đây, anh em kéo xuống bấm cho mình một cái nút like được không? Mình xin anh em ấy, mình không có động lực làm clip YouTube nữa rồi anh em ạ. Rồi thì theo như cái chỉ số của khẩu súng này thì nó sẽ là tăng 2 tốc bắn và tăng 1 xuyên giáp anh em ạ. Thì nói chung cũng khá là mạnh nhưng mà không mạnh bằng khẩu hỏa phát của mình được anh em ạ. Rồi, headshot luôn. Máu đỏ, bắn khẩu này thì gọi là đẳng cấp. Ôi ơi, bình tĩnh nào em trai ơi. Thì cái thằng đang bắn với mình là thằng Hùng Mõm anh em ạ. Anh em có biết là Hùng Mõm trước này đột nhập ạ? Này thế nhở? Thằng em mình chuyên ra đột nhập ạ, mình làm cái gì đây? Bay nhảy này. Thằng em bố láo. Nhưng mà kể ra không biết cái lỗi này nó như thế nào chứ tôi thấy là cái lỗi này đẳng cấp đấy. Tự dưng mà sốc của mình quay. Ơi thằng em cho anh hồi máu ấy đã. Từ từ bình tĩnh bình tĩnh. Bình tĩnh nào, bắn cái gì mà bắn. Rồi thì theo như là mình thấy là cái lỗi này nó hơi bị đẳng cấp đấy. Là như thế này. Tự nhiên quay kim cương lấy từ shop mình nạp vào lick xong rồi bắt đầu không mất kim cương mà lại còn vừa được súng. Đáng ra là hôm nay chỉ dạy anh em mà công thức quay, quay được súng sao cho lấy súng luôn mà không cần phải quay ra đá. Đó. Thế mà nó lại không mất kim cương, thế mới đẳng cấp chứ. Rồi, thì còn về bề ngoài của khẩu M15 này tôi thấy là nó đẹp xuất sắc, đẹp mỹ miều, đẹp như kiểu là Đức Mõm Đẹp Dài, mã số 02 đến từ Dubai anh em ạ. Đó. Và nói chung là anh em hạn chế kiểu lạp xốp các thứ thôi, bởi vì tiền anh em thường để ăn sáng đi, đừng có lạp xốp này kia cả. Lúc nào anh em có tiền ví dụ như Tết ấy thì anh em có thể lạp vào xốp thì nó hay hơn đấy. Thì nói chung là Tết thường thường là các xốp người ta sẽ mở theo dạng như là cho anh em nhiều kim cương ấy, để anh em nạp tiền mà để mừng tuổi ấy anh em. Thì Tết có gì anh em nạp tiền thì cứ nạp vào shop mình uy tín, an toàn, chất lượng. Nói chung là hàng đầu Việt Nam luôn. Bây giờ tôi sẽ kéo tâm khẩu này ống ngắm anh em xem nhá. Rồi xong. Em thấy không? Một chùm đỏ 500 máu luôn. Thì clip của tôi vẫn chưa hết đâu. Cái này là điều bí mật nhá. Tôi chỉ nói cho anh em xem ở kênh của tôi thôi, chứ anh em đừng nói cho các bạn, không thì vào shop của tôi quay hết kim cương thì làm sao, đúng không? Thì nói chung là bí mật đấy, đừng nói cho ai nhá. Thì tự dưng tôi phát hiện ra cái lỗi nó hơi bị đẳng cấp mà anh em. Thứ nhất là anh em sẽ lạp kim cương vào đúng không? Không phải lạp mà anh em lấy từ shop của tôi vào bằng cách là quay kim cương ở trên shop ấy. Xong rồi anh em có thể dùng cái số đấy để lạp thẻ vô cực, hay anh em có thể quay súng hay làm gì cũng được. Nhưng mà riêng cái vòng quay quỷ quyệt đấy anh em sẽ không mất một đồng nào nhá. Không mất một đồng nào luôn. Thì nếu mà thấy clip này hay thì anh em cho mình một like cũng như là đăng ký kênh và bật cỏ chuông để mỗi khi mình ra video sẽ hiện thông báo anh em biết nhá. Thấy cái mụn này xấu vãi, nó làm xấu cả cái mặt đẹp trai của mình đi. Ok, bye bye anh em.